Ra bờ mương đào được cái lục vừng rất là to mà thân lại cột điện. Thì chơi tạm. Sau 5 tháng thì nó lên rất nhiều mầm. Chọn 2 mầm đối xứng nhau và gọt lại phần gỗ thừa ở giữa chân kéo sẹo. Dùng dây nhôm mà uốn định hình, nhờ uốn nó điệu một tí. Sau 9 tháng em nó lớn trông thấy luôn. Sẹo bắt đầu bo viền. Kéo cái cành ngọn xuống cho nó đỡ thẳng. Giờ nuôi cho kéo sẹo và to cái cành đã. Đủ to thì mình phân nhánh sau. Sau 13 tháng thì cành cũng to phết rồi. Chỉnh sửa qua một tí. Cành ngọn thì mình vẫn nuôi để kéo sẹo. Sẹo đang bắt đầu kéo nhiều hơn rồi này. Lại chờ thêm thôi. Sau 20 tháng. Ui dồi ôi, cái cành ngọn nó to chưa. Chủ yếu nuôi to để kéo sẹo thôi, chứ cái ngọn thì mình làm sao. Kéo sẹo ok rồi thì bây giờ cưa thôi. Cành to cưa sướng thật. Sẹo nó kéo đẹp chưa này. Sau bên dưới nó kéo thêm một đoạn nữa thì sẹo này rất là ok. Cành nó cứ to như này thì cây kéo sẹo nhanh lắm. Chứ các bạn đừng có nghĩ bôi keo mà nó kéo sẹo nhá. Tận dụng cái ngọn làm cây mới. Mang cái cành ngọn đi dâm thì lại được cái cây mới. Đây là cái combo 9 món đầy đủ và cần thiết nhất cho người mới chơi. Combo đầy đủ cưa kéo, kìm cạp, thuốc kích rễ, keo liền sẹo, dây nhôm, đục, nói chung là đủ hết. Cả cái cạp đắt nhất thì mình cũng cho vào. Một bộ đầy đủ như này giá 600k bao vận chuyển. Mình đang dùng bộ dụng cụ này để làm cây. Quay video cho các bạn xem, nghe tiếng cưa, cạp, nghe sướng ở tai. Đặt hàng các bạn bấm vào giỏ hàng nhá.